Rồi. Rồi bệnh sẽ có cái kết quả này. Rồi cái vụ trước á, thì mình sẽ quan tâm trong cái vụ đầu bài, không quan tâm đến sống còn toàn bộ mà quan tâm tới cái thời gian chính trị của bệnh. Rồi. Thì bây giờ một thứ hai nữa là đôi khi cái thời gian người ta không gọi là vừa rồi mình là biến cố xấu. Tuy nhiên là có những nghiên cứu mà liên quan đến thời gian mà biến cố lại là tốt. Ví dụ như là cái nghiên cứu mà thực hiện điều trị vô sinh đi. Thì điều trị vô sinh mình sẽ có một cái tác giả báo cáo là tỷ lệ thành công sau 12 tháng là 3-27%, nhưng mà trong đó đó thì có 38 bệnh nhân được điều trị bằng cái thông qua trứng. Mình muốn biết hiệu quả của nó đó thì mình thấy rằng có 3 bệnh nhân đúng không, thì tự dưng là tới tháng 9 tháng rồi một bệnh nhân vào 11 tháng thì xin thụ thai IVF, ta không tiếp tục theo dõi nữa. Vậy thì không đủ thời gian 12 tháng. Vậy thì không đủ thời gian 12 tháng. Có 4 người. Rồi có 2 bệnh nhân không tái khám. Có thể là bệnh nhân chán, không muốn sanh rồi, hoặc là đi bệnh viện khác rồi, hoặc điều trị khác rồi. Được. Và lần khám cuối cùng là lần tháng thứ 4 và tháng thứ 8. Vậy thì mình cũng không thể tính được là vậy thì cái thành công sau 12 tháng nó bao nhiêu. Được. Và nếu 4 bệnh nhân không đủ thời gian theo dõi, không? Bởi vì là mình phải kết thúc nghiên cứu thì có những bệnh nhân mình mới đưa vào thì chưa đủ thời gian theo dõi, phải không? Nếu mà họ có thai thì tốt rồi, nhưng mà họ lỡ không có thai mà theo dõi được tới 7-8 tháng thì sao? Thì đây là những bệnh nhân có 4, có 2 là 6, phải không? Và có 4 bệnh nhân là 11 bệnh nhân. Như vậy thì mình sẽ có những bệnh nhân này là không theo dõi đủ. Vậy thì cái mẫu số mình loại ra thì cũng chấp nhận được đi, nhưng mà nó dở ở chỗ là những bệnh nhân mà bắt theo dõi hoặc là xin thụ thai IVF mình không có xem được bộ phận nghiên cứu, thì cái phương pháp mà không thể sống còn chúng ta cũng giúp được điều này. Đó. Rồi một số các nghiên cứu khác, nghiên cứu ở cộng đồng để nghiên cứu về cái tuổi có kinh lần đầu của trẻ em, của những trẻ gái đó, thì đứa trẻ nào thì nó cũng sẽ có kinh, đúng không? Bây giờ nếu mà mình điều tra mà lứa tuổi mà tới 20 tuổi mới hỏi thì có thể nó quên cái thời gian có kinh. Nếu mình hỏi nó lúc vào 13-14 tuổi thì nhiều đứa sẽ nhớ, nhưng mà 13-14 tuổi thì có thể có một số đứa nó chưa có kinh nguyệt, thì mình hỏi nó mình cũng cái cỡ mẫu sai, bởi mình loại những trẻ đó ra thì cái kết quả của mình không đại diện, mà mình đưa nó vào thì mình không có thời gian có kinh. Thì trong trường hợp đó đó người ta vẫn dùng cái phân tích sinh con đó. Đúng không? Vậy thì phân tích sống còn nhìn chung là nó có nhiều loại, nhưng mà tại sao mình đưa vào là bởi vì mình phân tích sống còn là khi mình quan đợi tới cái sự kiện nó có xảy ra hay không đó. Tức là có khi bệnh tiến triển hay không, bệnh nhân có tử vong hay không, rồi bệnh nhân có thụ thai hay không, hoặc là đứa trẻ đó nó có kinh lần đầu tiên hay chưa, thì mình quan tâm tới cái biến cố có xảy ra hay không. Nhưng mà có những biến, nhưng mà nếu mình quan sát được hết thì thôi, không cần phải làm phân tích còn. Nhưng mà có những người mình không quan tâm được hết, bởi vì là có những người, bởi vì ví dụ như là chưa kịp tử vong, hoặc là họ bỏ đi đâu đấy, hoặc là không kịp có thai, thì đó là cái số liệu bị cắt bỏ, và tiếng Anh gọi là censor, số liệu bị cắt bỏ. Tóm lại, phân tích sống còn là khi mình quan tâm đến thời gian biến cố nó xảy ra, và có một số trường hợp thì mình không biết cái biến cố đó có xảy ra hay không do cắt bỏ, thì mình phải sống còn. Nếu mình bỏ loại bỏ những cái số liệu đó ra thì mình sẽ bị sai lệch, sẽ bị thông tin, sẽ bị bạo lực. Rồi. Tóm lại, không, tâm lý sống còn không phải chủ yếu là để sống hay chết. Tuy là biến cố survival, nhưng mà bởi vì trong lịch sử á, mình biết cái nghiên cứu của Jehan á, là cái nghiên cứu của ông này đầu tiên là xem là trên bệnh ung thư, cho nên là người ta, những người làm phẫu thuật rất quen thuộc này, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ dùng rộng rãi hơn, nên là không chỉ là sống hay tử vong mà mới gọi là sống còn. Mình qua phân tích sống còn thế nào khi mình quan tâm tới cái kết cục là có thời gian xảy ra biến cố. Tuy nhiên cái thời gian biến cố này bị cắt bỏ, bị censor ở một số người, và lý do thì có thể cắt bỏ có nhiều, ví dụ như là biến cố cắt răn, ví dụ như là bệnh nhân đang được thụ thai, đang chờ đợi thì mình đi thụ thai IVF, bệnh nhân bỏ nghiên cứu, ở bệnh nhân không tới khám nữa, được. Hoặc là do mình kết thúc nghiên cứu, mình đang làm nghiên cứu thì mình đang can thiệp bệnh nhân thì bây giờ phải chấm
kết báo cáo kết quả rồi, thì lúc đó mình có những nghiên cứu bỏ rồi. Vậy thì tóm lại, khi mình làm một cái nghiên cứu cho phân tích sống còn, mình cần hai biến số. Biến số đầu tiên là gì? Biến số đầu tiên là thời gian sẽ là biến cố. Và biến số thứ hai đó là gì? Đó là biến cố đó đó, đó nó có bị cắt bỏ hay không. Tức là nếu mà tôi quan sát tới 32 tuần rồi mà bệnh nhân chưa chết, mà mình phải chấm dứt ở đây, thì cái đó là số liệu bị cắt bỏ, bởi vì nó sẽ là 32 cộng chứ mình không biết là bao nhiêu. Bây giờ vậy thì bây giờ anh chị mở Stata ra và anh chị khởi động cái chương trình, và tôi bây giờ thì tôi gửi anh chị cái tập tin là cái tập tin leukemia, tức là cái tập tin để mà anh chị mở trong Stata ra và anh chị mở Stata ra và anh chị đeo cái tem mở tập tin này ra. Rồi, anh chị mở tập tin này đã chưa? Tôi đã đưa lên học chat rồi, phải không? Bây giờ thì anh chị khởi động Stata. Và bây giờ thì tôi share màn hình, hai màn hình. Chưa? Bây giờ thì anh chị mở tập tin nó ra. Nếu anh chị có câu hỏi thì anh chị cứ nói thẳng luôn nha. Mình không có anh chị đừng có đợi gì hết, mất thời gian của anh chị luôn và mất thời gian của mọi người và trong đó có tôi nữa. Mình cứ có câu hỏi thì mình ra. Bây giờ đầu tiên mình mở cái tập tin là vừa rồi tôi đọc tập tin là leukemia 2. Thì sau khi mở ra thì tôi đánh chữ DES để mô tả cái số liệu này. Thì cái nghiên cứu này nè, nó là nghiên cứu đầu tiên á, là nó cho biết là ID, tức là cái mã số của người tham gia. Thứ hai là survival time, là thời gian, thời gian còn sống. Và cái này có sensor là bệnh nhân còn sống là có bị cắt xén hay không. Cắt xén có nghĩa là cái biến cố nó chưa xảy ra, và mình không biết biến cố nào khi nào xảy ra, thì gọi là cắt xén hay gọi là kiểm duyệt. Và cuối cùng là biến treatment, là xem có điều trị hay không. Và bây giờ thì đánh chỉ tab treatment để chúng ta xem. Thì mình sẽ thấy có 42 người, 42 cặp. Và trong đó thì 42 người, trong đó 21 người điều trị placebo, 6 người được điều trị bằng 6 microtubulin. Và bây giờ thì anh chị list ID, rồi anh bị bấm list cái ID đó, rồi cái survival time, cái sensor và điều trị, mình sẽ xem. Anh chị tôi làm lại đi nha, anh chị so đó.
Rồi. À, như vậy anh chị đã qua rồi ha. Tôi anh chị không nói gì, tôi giả định anh chị đã làm tốt. Nha. Bây giờ thì mình sẽ qua cái tiếp theo, đó là mình khai báo cái số liệu. Thì anh chị bấm là statistics. Và ngày hôm nay thì mình quan tâm tới cái menu gọi là survival analysis. Đó. Ngày hôm qua mình luôn lúc nào mình cũng dùng cái menu là survey. Hôm nay mình dùng cái menu là survival. Đó. Và bước đầu tiên của mình đó là mình phải khai báo, mình set up và mình declare data to be declared. Đó. Rồi. Sau đó, đó thì mình sẽ như chúng ta nói rồi là nghiên cứu này nè, mình quan tâm tới gì? Mình quan tâm tới thời gian xảy ra biến cố, tức là thời gian còn sống của người ta. Cho nên đầu tiên mình cho cái biến thời gian, anh chị nhìn thấy không? Là biến supply. Dạ. Thứ hai là cái biến số mà cho bệnh nhân biết có bị sensor hay không, hoặc là có tử vong hay không. Tức là nếu có tử vong rồi thì có nghĩa là không sensor, mà nếu không tử vong thì có sensor, đúng không? Dạ. Vậy thì mình đây là bệnh nhân này là có sense, có tử vong hay chưa? Đó. Thì mình bấm vô đây là failure variable, mình chọn đây là sensor. Đó. Đó. Rồi. Như vậy thì mình sẽ có đây là đây là sensor, và cái biến mà mình mà người không bị sensor đó tức là chết, mình cho đây là số 0. Rồi. Rồi, anh chị bấm ok chưa? Okay. Như vậy đó là mình khai báo đầu tiên. Và như vậy mình sẽ có 42 quan sát cả thảy, đúng không? Trong đó đó 42 người nè thì có 30 cái trường hợp là có biến cố, tức là 30 trường hợp thất bại, đúng không? Nếu chị thấy đúng thì vậy. Và trong đó đó thì có người mà trễ nhất, đúng không? Đó, được theo dõi trễ nhất là 35 tuần, sớm nhất là 0 tuần, ít nhất là 0 tuần. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nha. Như vậy đầu tiên là khai báo. Thì như vậy tôi giới thiệu lại nha. Nghiên cứu của mình thì gồm có các biến chính như sau. Tức là ID là biến mã số bệnh nhân. Biến thứ hai là biến supply, tức là thời gian còn sống. Biến thứ ba tức là biến sensor là đã bỏ cuộc, hay là bị cắt xén, hay đã chết. Đó. Và biến cuối cùng là treatment, tức là bệnh nhân có điều trị bằng thuốc gì, sống metoclopramide hay là placebo. À, anh chị có thể dùng để tạo một biến mới, biến failure cũng được, phải không? Không cũng được. À, thì anh chị tạo cái biến record sensor 0 bằng 1 có nghĩa là chết, và 1 bằng 0 có nghĩa là bỏ cuộc. À, tại vì sensor thì nó ngược với chết, đúng không? Rồi, sau đó mình khai báo thì biến thời gian của mình là supply, và cái biến kết cục của mình là biến failure. Thì failure là 1, mà nếu anh chị chọn cái này là sensor thì là 0. Dù cái gì chọn sao cũng được. Rồi bây giờ mình khai báo rồi thì bây giờ mình sẽ xem cái xác suất sống còn bằng bây giờ. Thì cấp 50 giờ tính như thế nào? Cấp 50 giờ thì cái công thức của nó đó nó tương đối nó dài dòng, đúng không? À, tuy nhiên thì cái ý nghĩa của nó, tôi giải thích cái ý nghĩa của nó thôi. Ý nghĩa đầu tiên đó là cái xác suất theo còn sống theo cấp 50 giờ được ký hiệu bằng chữ S, KM là cấp 50 giờ. Thì S tức là viết tắt của survival hay là còn sống từ đầu tới cuối. Thì nó sẽ bằng là nếu mà tôi muốn sống tới K thời gian thì tôi phải sống được cái, thí dụ tôi sống đến ca tuần thì tôi phải sống được 1 tuần, sống được 2 tuần, sống được 3 tuần cho đến sống được ca tuần. Như vậy thì cái xác suất này nó sẽ bằng tích số của từ xác suất sống từ tuần 1 cho tới tuần thứ ca. Đó, như vậy mình sẽ tính rồi. Và cái xác suất này thì được tính bằng gì? Bằng NK, tức là cái số người mà ở đầu thời điểm đó đó, đó ở đầu thời điểm này, và cái B là cái số người còn sống ở thời điểm chính thời điểm đó, phải không? Như vậy mình có thể thay đổi rất nhiều, phải không? Vậy thì như vậy thì B1 chia N1 nhân B2 nhân N2 nhân B3 nhân N3, phải không? Mình sẽ có số này. À, rồi, đó là mình sẽ có cái con số tác lượng còn sống, nguyên lý của nó vậy thôi. À, tuy nhiên thì cái con số này thì nó là một cái số nhân, cho nên về phương sai của nó thì tính phức tạp, cho nên ta đổi thành log, phải không? Log của cái survival này thì được bằng ký hiệu L, thì nó thuận lợi hơn là chỗ gì? Thuận lợi hơn là nó biến cái này thành một cái tổng. Và mình biết rằng phương sai của tổng thì bằng tổng các phương sai,
Cho nên là mình sẽ biết được, à vậy thì tôi sẽ có được cái phương sai của từng S1, S2, SK là bao nhiêu. À, vì vậy mình sẽ tính ra được cái phương sai của L, của cái logit đó. Và cái phương, và mình tính được cái phương sai. Tại sao mình phải tính phương sai? Để mình tính cái khoảng tin cậy. Thì sau khi mình tính ra rồi, thì mình tính cái khoảng tin cậy bằng con số này, tức là logit của nó cộng trừ với SE, độ lệch chuẩn của logit nhân với 1.96, có độ khoảng tin cậy trên rồi của L. Và sau đó mình nghịch đảo nó, thì mình lấy ơ mũ nó lên, thì mình sẽ có cái khoảng tin cậy của S. Rồi. Công thức này tính toán phức tạp, anh chị mà anh chị không phải đi chuyên về thống kê, cho nên là mình tôi cũng chỉ giải thích thôi, và mình sử dụng cái phần mềm để tính toán. Đó. Thì giả sử mình tính toán như thế nào cụ thể, thì để minh họa, tôi sẽ minh họa, anh chị sẽ đánh cái lệnh như sau. Đó. Đó. Rồi, thì anh chị qua sau khi anh chị vào rồi, anh chị bấm statistics, anh chị bấm là survival. Rồi, anh chị bấm là grab vào, và anh chị bấm vào cắt 50 giờ survival phần sau. Tôi dừng lại một đây để chị theo. Tức là phải survival, rồi tới grab, rồi cắt 50 giờ survival phần sau. Sau khi chị làm xong rồi, không, thì anh chị sẽ vẽ hai cái đường. Không, hai đường cong này là đường theo cái biến điều trị. Ví dụ như vậy, treatment có điều trị không? Như vậy thì cái biến là có điều trị hay không điều trị. Đó. Thứ ba nữa đó là mình muốn xem không? Là cái biến cái đường cong này nè, mình muốn nói tôi xem lại nha. Rồi. Rồi. Thì chúng ta qua option bỏ vào plot censoring. Thì mình có thể cho thông tin đó là những thông tin người nào đó là bỏ cuộc, không, tức là những người mà bỏ cuộc, mình sẽ vào là số bỏ để bỏ cuộc đi đó. Rồi. Hoặc là mình sẽ cho cái số bỏ cuộc, số người tham gia, mình có thể thêm cái thông tin này để bổ sung như vậy đó. Rồi. Mình vừa mở xác bây giờ, và trong biểu đồ này này, không, anh chị vẽ được cái đường đó chưa? Anh chị nào mà làm được thì anh chị gõ vào hộp chat cho tôi biết anh chị đã làm được rồi. Nếu anh chị chưa làm được thì anh chị cho tôi biết.
Anh chị cũng không chưa trả lời, nhưng mà thôi cứ tôi cái giải anh chị làm được nha. Rồi, vậy thì mình tới đây mình ok thôi. Như vậy thì nó cho mình kết quả gì, phải không? Nó cho mình là những con số, tức là đầu tiên mình sẽ có 21 người đi vào. Và sau đó thì khi mỗi cái đường đi xuống á, đó, là tượng trưng cho mỗi các cái người bị chết. Đó. Ví dụ một hoặc có biến cố, ví dụ cái người này bị chết hoặc có biến cố nè. Ở đây tuần thứ 1, này, tuần thứ 2 có một người chết hoặc biến cố nè. Tuần thứ 3 thì có thêm một người nữa nè, vân vân. Rồi cái số mà số 1 ở đây nè thì cho biết là cái số này không? Là số người mà bị sensor, tức là sẽ không được theo dõi nữa. Rồi đó thì anh chị tôi dành khoảng 1-2 phút anh chị nếu có câu hỏi thì gọi hộp chat cho cái hình này. Để rõ hơn nữa thì tôi vẽ anh chị có thể thêm vào vào cái chỗ mà vô cái chỗ mà at-risk table á thì anh chị cho là at-risk table VNet Opera ok đã. Tôi làm lại hình như nó bị nhầm. Rồi, vẽ này đúng rồi nha. At-risk table, mình cho at-risk table. Mình cho option, phải không? Mình làm lại nha. Vẽ cái đường đầu tiên là vẽ đường Kaplan-Meier theo điều trị. Thứ hai, mình cho at-risk table, phải không? Đó. Thứ ba là mình option ở đây. Yeah, rồi. Và mình cho cái plot, phải không? Rồi, bây giờ thì tôi vẽ cái graph, tôi vẽ cái đường, cái bảng risk table ở dưới để giải thích cho anh chị. Tôi đánh cái chữ do nó chỗ nào lầm lẫn đây, tôi kiểm lại. Có lẽ tôi reset lại cho nó rõ nha. Reset lại từ đầu. Rồi. Tôi cho bấm này vô đây là điều trị. Tôi bấm vô đây là at-risk table. Rồi. Tôi cho vô đây là option. Rồi.
trong cái mình này không làm được restable thì kệ bỏ qua. Rồi bây giờ thì mình sẽ có cái bảng này đây. Nếu anh chị không có câu hỏi gì thì mình sẽ qua cái bảng tiếp theo. Thì ở đây tôi chỉ nhắc thêm thôi. Trong cái hình này nè thì nó dùng số 1, không? Trong cái slide này nè thì nó sẽ dùng là không phải là số 1 mà dấu một mặt đứng. Một mặt đứng này là cũng là một người bị sensor nha. Ví dụ một người đứng một sensor. Vậy đây là có 1 nè, đây có 1 nè, đây là có 2 nè. Vâng. Thì anh chị sẽ đây 1, đây 1, đây là 2. Không? Rồi tới đây là không có gì hết, tới đây là 1, 2, 3. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ có nó rồi. Bây giờ vậy thì chúng ta sẽ thể hiện nó như thế nào? Thì ở đây mình vẽ lại cái biểu đồ này. Thì mình giả sử mình sẽ có cái thời gian sống còn tới 6 và 7 tuần, tức là cái đó là mình sẽ có là cái gọi là S1 nhân S2, S3, S4, S5 đó. Đúng. Vậy thì thời gian mà sống được tới cái gọi là S6 này. S1, S2 bao nhiêu năm 6 rồi thì thời gian sống được S6 là bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng thời gian sống S1 nhân thời gian sống S2 nhân S4. Và các thời gian này thì không có tử vong nên tất cả đó là xác suất là 1. Đó. Vậy thì bây giờ cái xác suất mà tử vong ở trong cái giai đoạn này là bao nhiêu? Thì mình lấy 3 mình chia cho 21, đúng không? Đó. Như vậy thì xác suất tử vong là 3 chia cho 21. Đó. Hoặc là xác suất còn sống bao nhiêu là 18 chia cho 21. Thì anh chị lấy máy tính, anh chị lấy 18 chia 21 thì sẽ là 0,857. Yeah. Rồi, giai đoạn 7 đến 8 thì mình sẽ có là cái số tử vong là bao nhiêu. Thì cái số tử vong của mình là 1 chia 17. Vậy thì còn sống là bao nhiêu? Là 16 chia 17. Thì nếu anh chị lấy 0,8571 rồi lại nhân cho 16 chia 17 thì anh sẽ là 0,8067. Rồi nếu tiếp tục từ cái giai đoạn S10 thì anh chị muốn biết S10 là bao nhiêu, thì trong S10 này nè thì tỷ lệ còn sống là bao nhiêu, là trong này là 15 người đúng không, mà mình còn sống là 14 người. Như vậy tỷ lệ còn sống là 14 chia 15. 14 chia 15 nhân với 0,867 là con số ở trên thì mình ra 0,7529. Tương tự như vậy và các bạn này. Vậy thì cái bảng này chỉ minh họa lại công thức cách làm bây giờ chúng ta vừa nói thôi. Điểm thứ hai là mình sẽ standard error. Thì trong cái bài trước á, chúng ta đã có công thức của sai số chuẩn rồi. Mình sẽ không lặp lại đây, chỉ chứng minh công thức này thôi. Đó. Và nếu mình có cái sống còn mà có sai số chuẩn thì mình sẽ tính được khoảng tin cậy. Do thời gian bỏ qua. Rồi. Và tương tự như vậy thì mình có được cách tính. Bây giờ thì như vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái đường cong. Bỏ qua một số những điểm đi. Thì muốn mà tính được phân sống còn mình không sở số gia đình. Gia đình nhất á, là tiền bọc bệnh nhân bị sống, bị cắt bỏ tương tự như bệnh nhân được theo dõi. Tức là người ta, nếu mà người ta, dạ, mình phải giải định là người ta tuy ta bỏ cuộc mình, hoặc là tuy bây giờ chấm dứt nghiên cứu, nhưng mà cái việc chấm dứt nghiên cứu thì giả định nếu bây giờ họ tham gia nghiên cứu thì sống còn họ vẫn tiếp tục như vậy chứ không bị giảm đi hay tăng thêm như vậy. Và giả định là không có sự khác biệt của đối tượng trước và sau nghiên cứu, phải không? Rồi, thì đó là cái giả định sống còn. Và cuối cùng giả định này hiển nhiên rồi là phải xác định chính xác thời điểm xảy ra biến cố. Nếu anh chị làm nghiên phân tích sống còn mà anh chị không hỏi biết là người ta tái phát lúc nào hoặc là chết lúc nào, không? Thì mình không phân tích sống còn được. Vậy thì bây giờ mình biết cái nguyên lý rồi. Vậy thì bây giờ mình vẽ cái đường cong sống còn được ước tính thời gian trung bình nha. Rồi, bây giờ thì anh chị sẽ vẽ đường cong sống còn nha. Bằng cách là chị sẽ vào strata, tôi thoát khỏi đường strata lại trên đầu nha. Và bây giờ thì tôi vào lại strata để anh chị đó theo dõi. Và bây giờ tôi share lại màn hình Strata lại. Và bây giờ thì anh chị sẽ mở Uptin. Và Uptin của mình là Uptin Leucemia 2. Bước đầu tiên đó là mình phải khai báo statistic.
bấm survival, mình sẽ up declare. Nên khai báo đầu tiên là survival cho ai và sensor. Và đây là biến không là biến là tức là không có sensor nên là có biến cố vì là sensor không. Okay. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ được cột sống còn như thế nào. Đó. Thì đầu tiên là mình dùng cái lệnh mà survival phải không? Và sau đó mình chọn cái grab đó. Và mình sẽ vẽ nếu mình grab theo điều trị đó, thì mình sẽ vẽ được cái hai cái đường cong survival theo điều trị. Một nhóm là điều trị bằng 6 mặt các tumorin màu đỏ và cái nhóm placebo là màu xanh. Và mình nhìn thấy rằng là cái thời gian, cái tỷ lệ người không biến cố giữa nhóm sắp phong đặt 6 mẹp catoporin thì nó tốt hơn, cái tỷ lệ này nó cao hơn so với placebo. Chúng ta nói là điều trị về 6 mẹp catoporin sẽ tốt hơn. Đó. Đó. Rồi. Rồi mình minh họa đây. Rồi bây giờ anh chị làm theo nha. Anh chị bấm statistic, anh chị bấm survival, anh bấm grab và cắt lần bây giờ. Rồi. Đến đây thì mình sẽ bấm vào cái mức severity calculation. Cho vào đây là điều trị. Treatment. Yeah. Vậy là đủ rồi. Đó, mình bấm OK, nó sẽ là kết quả. Yeah. Mình chỉ đơn giản vậy thôi. Yeah. Đây là hai cái đường cong. Tuy nhiên thì mình giả sử mình muốn có thông tin thêm những đường thẳng đứng nữa thì sao? Đó. Thì mình sẽ bổ sung thêm là mình sẽ vẽ cái đường cong mình vào cái menu. Đó. Sau đó mình qua cái option. Đó. Rồi anh chị chọn vào Close Censoring. Thì tới chỗ này nè, anh chị nếu mà không cái gì thì không. Nếu anh chị muốn thể hiện bằng những cái dấu mặt thẳng đứng cho mỗi lần sensor, thì anh chị bấm vào number sensor và one hash mark for each censoring. Anh bấm accept. Đó. Thì nó sẽ ra cái đường cong như chúng ta nãy đó, thì nhưng mà có mỗi cái dấu chấm nhỏ nè, để thể hiện mỗi người bỏ cuộc, hoặc là những người này tự nhiên mình không có thông tin là biến cố tái phát của họ. Và vì nhiều lý do, thường là lý do là mình chấm dứt nghiên cứu thì những người này mới theo dõi được có 10 tháng tuần thôi, mình bỏ ra. Và khi mình nhìn cái đường này nè, thì mình sẽ phải nhìn cái đường là thời gian sống còn trung vị. Thì mình kẻ cái đường ngang 50%, mình kéo ngang qua, kéo ngang qua và nó đụng cái cấp lăng bây giờ, cái đường mũi xanh này. Đó, tức là nhóm đường placebo này ở cái điểm mà tương ứng với khoảng 8 tháng. Vậy mình nói nhóm placebo thì 8 tuần thì thời gian mà không tiến triển là khoảng là 8 tuần. Trung bình là 8 tuần. Mình kéo 50% ra thì mình đưa xuống đây mình sẽ khoảng là 23 tuần. Mình nói vậy thì nhóm 6 mecatoprin bệnh nhân điều trị xong mecatoprin thì có bệnh nhân bị tái phát sớm và bệnh nhân tái phát trễ. Nhưng mà trung bình, một cái bệnh nhân tiêu biểu á, thì sẽ tái phát vào khoảng 23 tuần. Cái đó gọi là thời gian sống trung vị hoặc là thời gian xảy ra biến cố trung vị. Thì cái đó là mình mới nhìn thôi. Bây giờ mình nói làm sao ra con số rõ ràng hơn. Thì bấm Statistic, mình bấm vào Survival, rồi mình chọn vào là Summary Statistic vào. Thì mình bấm vào Summary Survival Time. Và sau đó mình click vào Separate for Treatment. Click vào đây. Thì mình sẽ ra kết quả. Rồi. Như vậy thì mình sẽ có 6 microgreen thì thời gian sống trung vị là tức là Survival Time 5% là 8 tuần và 6 microgreen là thời gian Survival Time là 23 tuần. Giống như chúng ta tin như vậy. Thì anh chị sẽ thấy là cái đường này thì một lát tôi sẽ gửi cái slide cho anh chị. Bây giờ thì anh chị sẽ nói tôi muốn tính cái cách thứ hai là tôi muốn xem rằng là vậy thì có người theo dõi nhiều, theo dõi ít, nhưng mà giả định mỗi thời gian theo dõi nguy cơ là giống nhau thì tôi phân tích theo gọi là incident rate thì như thế nào. Thì anh chị sẽ tính như sau. Anh chị bấm vào statistic, chọn vào survival, anh chị chọn vào
là summary statistic đó, rồi. Và anh chị chọn vào percentile incentive. Như vậy thì bây giờ mình giả sử, phải không? Mình tính vào là cái gọi là incentive của những người này. Đó, đó. Và mình tính chung thôi, nó không có tình tính riêng lẻ, phải không? Thì mình sẽ có là cái gọi là incentive theo cái biến phân nhóm, phải không? Là biến kiểu này. Dạ. Anh chị bấm OK vậy là được nha. Thì mình sẽ ra kết quả gì? Phải không? Mình sẽ ra kết quả là cái nhóm ratio này nè, phải không? À, thì cái thời gian theo dõi họ là 182 tuần. Đó. Và cái biến cố xảy ra đó là trong đây là có bao nhiêu biến cố xảy ra, thì mình lấy cái thời gian, cái số biến cố xảy ra mình chia cho thời gian theo dõi, không? Thì mình sẽ ra được cái incident rate. Và 6 calorie thì incident rate nó là 0,025. Vậy thì mình thấy rằng cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ trong mỗi tuần á, thì cứ 11% nhóm placebo sẽ có tiến triển. Còn trong mỗi tuần thì cái nhóm máu sắc mặt urine chỉ có 2,5% là có biến cố mà thôi. Thì cái điều này nói về cái incident rate. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói về về hazard ratio. Thì vừa rồi mình nói rằng là anh chị chưa có ít khen nói về, anh chị nghe nói hazard ratio rồi, tuy nhiên thì chưa hiểu nghĩa nó, thì mình giải thích của nó. Cái hazard ratio đó là được sử dụng cho các nghiên cứu sống còn khi mà mình quan tâm tới cái biến cố đó có xảy ra hay không. Nếu có biến cố đó thì xảy ra ở thời điểm nào đó. Thì khi đó mình dùng hazard ratio. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng đây là cái hai cái đường cong sống còn, thì mình thấy cái đường mà placebo nè thì tử vong nhiều nè, và 6 mg globulin thì tử vong ít hơn. Nhưng mà ít hơn bao nhiêu lần thì mình, nếu mà mình quan tâm, có ba cái quan tâm. Quan tâm thứ nhất là mình theo biến cố có xảy ra hay không thôi, thì theo như nguy cơ, nhưng biết như vậy thì nó sẽ không hay, bởi vì quan trọng là thời gian sẽ biến cố mới là quan trọng. Điểm thứ hai là mình dùng cái incident rate như vừa rồi đó. Nhưng mà nó cũng có cái điểm không hay là nếu như vậy thì mình phải giả định là cái thời gian, cái xác suất xảy ra biến cố nó tương tự với nhau dù lúc đầu hay lúc cuối. Nhưng thực ra thì không phải như vậy. Lúc đầu có thể tử vong nhiều, sau đó có thể tử vong ít đó. Cho nên người ta thường dùng cái gọi là hazard ratio. Cái nguyên lý hazard ratio là như thế nào? Thì bây giờ thì minh họa, thì cái minh họa đây là anh chị, đây là cái bảng mà mình đã mình làm tổng kết ra rồi. Ví dụ như là trong nhóm placebo và đây là nhóm sau mặt green. Thì trong placebo đó, thì trong cái thời khoảng đầu tiên đó, tức là khoảng S1 đó, thì có 2 tử vong. Như vậy thì cái thời gian, cái tỷ lệ còn sống là bao nhiêu? Là bằng 19 chia cho 21 thì anh chị sẽ bằng là 0,908. Về sau cái thời khoảng thứ hai thì sẽ cũng thêm 2 tử vong nữa, thì anh chị lấy là gì? Là 0,9048 nhân với 2 chia cho nhân cho 17 nhân 19 thì mình ra con số tiếp theo. Đó, mình ra lại con số này. Đó. Vậy đây là con số, cái bảng này cho chúng ta biết là số biến cố, vâng. Số biến cố xảy ra ở trong nhóm placebo và nhóm sống ở chlorine. Minh họa như vậy để mình thấy là nếu chúng ta làm cái bảng thì đến các bạn mình tính hazard ratio như sau. Như vậy thì ở đây này mình sẽ có trong nghiên cứu này đó, đây là có hai nhóm, nhóm F1 tức là cái nhóm gọi là nhóm 1 này là nhóm mà không được điều trị bằng mycotoxin, tức là một nhóm điều trị. Nhóm 2 này đó là nhóm placebo. Và cái số này là 2212 nè, thì đó là biến cố tử vong. Đó là 2212 nè, là biến cố tử vong ở nhóm nhóm placebo. Và 31 nè,
thì là biến cố tử vong ở nhóm nhưng mà 31 biến cố tử vong ở nhóm điều trị, nhưng mà nó xảy ra tuần thứ 6 chứ không phải là để tuần đầu tiên. Còn 221 mình sẽ là ở những tuần thứ nhất tuần thứ hai của nhóm placebo. Như vậy thì tóm lại mình sẽ có cái bảng muốn phân tích. Mình đầu tiên mình sẽ so các bảng sẽ là cái biến cố. Sau đó đó mình sẽ xem vậy thì trong mỗi cái này có bao nhiêu người, ví dụ như là trong nhóm mình nói bây giờ mình quan tâm đến nhóm placebo đi, thì đầu thời điểm này có 21 người, đầu thời điểm này thì có 19 người, đầu thời điểm 3 thì có 13 người, vân vân. Như vậy thì mình sẽ có những cái con số kỳ vọng. Thì dựa trên con số này nè, người ta tính là con số là con số biến cố mong đợi. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nói nếu bây giờ giả sử hai cái nhóm này là tử vong giống nhau, đó, hai cái nhóm mà có điều trị placebo hoặc là điều trị 6MP là tử vong giống nhau, thì cái nhóm này nè, nhóm 1 nè, thì có 21 người, trong tổng số có 42 người cả thầy mà có 2 tử vong. Như vậy thì muốn biết cái số tử vong này là bao nhiêu thì mình nhân 42 nhân 142 nhân 2 ra 1. Như vậy mình nếu giả sử tôi nghĩ rằng vậy thì tôi mà giả tử vong giống nhau thì nhóm 1 này có 1 tử vong và nhóm 2 cũng có 1 tử vong. Đây mình sẽ con số tử vong đợi hai nhóm. À. Tuy nhiên nhóm này là 1 tử vong nhưng mà thực ra lại là không có tử vong. Như vậy thì nó ít hơn so với mong đợi là trừ 1. Nhóm này mình tưởng là có 2 tử vong. Có 1 tử vong nhưng lại thực ra có 2 tử vong. Tử vong tăng so với mong đợi là 1. Và mình tính này ra. Đó, mình tính ra như vậy. Thì tương tự như vậy thì mình sẽ nói vậy thì nhóm mà hoặc placebo đó. Nhóm placebo đó. Thì cái số tử vong mong đợi. Không? Nó là như thế này. Nó tăng 10,26 lần. Đó. So với là cái nhóm 10,26 trường hợp so với mong đợi. Đó. Thì con số này là số mong đợi. Đó. Thì mình tính như thế nào? Mình tính muốn tính hazard ratio thì tôi nói cái công thức sau đó mình suy nghĩ ra. Hazard ratio thì anh chị phải tính là vậy thì cái số tử vong mong đợi của nhóm can thiệp là bao nhiêu? Phải không? Ví dụ trong nhóm 6MP thì số tử vong quan sát được là 9. À, mình biết đây là 9 à. Và trong cái 6MP thì số tử vong mong đợi là bao nhiêu? Là 19,26. À. Còn trong 6, như vậy thì mình đây là mẫu tử số là 9 chia 19,26. Còn trong cái nhóm mà placebo thì mình quan sát được là có 21 biến cố xảy ra. Mình quan sát được 24 biến cố xảy ra, 21 tử vong xảy ra. Nhưng mà trong khi đó nếu mà dựa theo thống kê, dựa trên giả thuyết H0 thì chỉ có 10,74 trường hợp là có tử vong xảy ra thôi. Đó. Rồi. Vậy thì cái hazard ratio là tỷ số của hai con số này. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu giả sử không, là mình cân đối với cái con số mong đợi thì cái nhóm nhìn chung trong cái nhóm can thiệp nó nguy cơ như thế nào so với nhóm đối chứng. Vậy thì cái ý nghĩa của nó đó nó cũng tương tự giống như tỷ số nguy cơ thôi. Tuy có điều là một bên thì là cân bằng theo thời gian bằng nhau, nhưng mà trong hợp này thì cân bằng theo cái số tử vong mong đợi, phải không? Và trong hợp này bằng 0,238, về HR là 0,238 hay hazard ratio là 0,38. Yeah. Rồi vậy thì tóm lại con số này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giả sử nếu mà cùng một những bệnh nhân số lượng bệnh nhân giống nhau ở từng mỗi thời điểm, tức là cùng có số bệnh nhân giống nhau ở mỗi thời điểm thì cái nhóm tử vong trong nhóm điều trị số MP nó chỉ bằng 0,238 cái số tử vong ở nhóm placebo. Đó, thì ý nghĩa của hazard ratio là vậy. Rồi, vậy thì tóm lại đó là mình tính cái ý nghĩa hazard ratio theo công thức vừa trên. Đó. Có nghĩa là gì? Là tử vong của nhóm can thiệp so với lý thuyết.
mà OEC là tử vong nhóm chứng sau liều thứ nhất. Như vậy thì nói tóm lại, nghĩa là mình so sánh tử vong nhóm can thiệp sau nhóm chứng. Nếu giả định là cái thời gian, cái số người được theo dõi mỗi thời điểm giống nhau, tức là so với cái điều kiện lý thuyết giống nhau. Đó. Đó mình làm chỗ này. Thì chúng ta thấy rằng là vậy thì hazard ratio nó có ý nghĩa, nó có điểm hay, nhưng mà có điểm phức tạp là mình tính được tử vong của từng thời điểm, mình quan tâm đến tử vong từng thời điểm một, đúng không? Đó, chính xác vậy. Nhưng mà nó lại có khuyết điểm là nó phức tạp, cho nên là ngày xưa thì người ta không có tính cái này đâu. Gần đây thì nhờ cái sự phát triển phương pháp, nhờ phần mềm, cho nên bắt đầu mới tính hazard ratio nhiều. Rồi, vậy thì cái phương pháp chúng ta vừa tính á, thì chúng ta gọi là tính hazard ratio. Và để so sánh hai cái đường cong này, hai cái sự khác biệt tử vong này, thì mình sẽ có cái con số gọi là tốt là cái đường tức là cái khái niệm ox. Thì mình sẽ qua survival analysis, anh chị bấm vô là cái test đó, và anh chị cho là test equality, tức là so sánh sự bằng nhau giữa các đường survival, và anh chị sẽ chọn cái biến mình quan tâm là biến treatment, phải không? Và mình dùng phép kiểm là log rank đó. Rồi mình cũng ok. Và anh chị nhớ lại nha, vậy thì mình ở đây nó cũng cho là số biến cố quan sát rồi chia cho số biến cố lý thuyết, và đây là số biến cố quan sát và số biến cố lý thuyết của hai điều đấy. Và nếu anh chị muốn tính hazard ratio đó thì tôi sẽ tính lại cho anh chị xem 10-15 đó. Mình muốn lấy số AMP như thế nào thì 9 chia cho 19.25 đó. Và mình chia cho mốt chia cho 10.75 thì mình ra hazard ratio bằng 0,2 mấy đó nha, 0,239, giờ đó là con số hazard ratio. Anh chị đã biết cách tính và tính được số tử vong quan sát rồi đúng không, và số biến cố mình ra rồi đúng không? Số tử vong quan sát thì rất là dễ, anh chị định chị tác vào và cái sensor với lại các cái thiết bị mình đã có cái tử vong quan sát này rồi. Đó, là tử vong đây là 21 nè trong nhóm placebo và 9 trong nhóm Brin. Còn cái số tử vong mong đợi thì anh chị làm cách tính như tôi vừa rồi đó. Câu hỏi là vậy thì bây giờ mình có tính được cái hazard ratio rồi, nhưng mà dựa trên con số này mình tính làm sao mình tính được cái log rank, thì công thức log rank bằng gì? Nó bằng là cái con số quan sát được đó, tức là 21 đó, trừ cho 10.75 mình bình phương và chia cho 10.75 mình lại cộng cho 9 trừ cho 19.25 bình phương
chia cho 19.25. Thì con số đó, đó thì nó gọi là con số chi bình phương của lúc này. Luôn luôn biết là chi bình phương nó bằng là O trừ E cộng bình phương chi cho E. O trừ E bình phương chi cho E. Bây giờ thì như vậy mình sẽ được vẽ đường cong sum còn rồi. Vừa rồi mình đã vẽ đường cong sum còn rồi. Mình biết làm test lúc anh rồi. Và sau đó thì mình hiểu cái ý nghĩa của Hassel threshold là gì. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói thêm một cái phương pháp phân tích cao cấp hơn. Đó là mình phân tích với cái hộp Wilcox. Thì bây giờ là mình nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Sau đó thì tôi sẽ vào giới thiệu với anh chị sẽ về cái phân tích hồi Wilcox và ba phần còn lại, không? Hàm survival, hàm F, không? Và cái đạo hàm của cái tử vong, không? Vâng. Bây giờ mình nghĩ tôi tạm ngừng ở đây và sau đó mình sẽ nghỉ lại 15 phút nha. Tôi mới tiếp tục nha. Như vậy thì vừa rồi tôi nói về cái hồi Wilcox và về cái lúc ranh rồi. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng cái phương pháp hồi quy, sử dụng cái phương pháp. Xin lỗi các anh chị đợi một phút nha, đợi một chút nha. Alo, chào thầy Lâm. Rồi, xin phép tôi bắt đầu lại nha. Vừa rồi thì mình đã so sánh các đường cong sống còn và mình dùng kiểm định Kaplan bây giờ. Nhưng chúng ta sẽ có cái phương pháp sử dụng các gọi là vi tích phân, tức là quán học cao cấp để mình có thể ước lượng chính xác hơn. Cái phương pháp này thì được gọi là hồi Wilcox. Tôi sẽ nói qua, chúng ta không cần đi chuyên sâu nhưng cần hiểu để mình có thể lý giải kết quả tốt hơn. Thì để mình sử dụng đó thì anh chị chọn cái menu là thống kê statistic, sau đó thì chọn là cái survival analysis, chọn cái regression model và cuối cùng mình chọn là cái mô hình hazard tỷ lệ của Cox, Cox proportional hazard model hay gọi là mô hình Cox này.
Thì sau đó đó mình chọn vào, mình bấm vào cái chỗ mà cái biến độc lập, tức là điều trị, thì mình sẽ biết ảnh hưởng của điều trị. Nếu anh chị có nhiều biến khác cũng ảnh hưởng, ví dụ như là ECOX của bệnh nhân, ví dụ như là tuổi của bệnh nhân, ví dụ như là độ xâm lấn của bệnh nhân, thì mình có thể bổ sung thêm. Thì sau khi mình đã chọn nó rồi thì mình sẽ thể tính toán được đó, thì so sánh nguy cơ như thế nào. Thì mình sẽ có nhiều cách để tính toán. Như tôi đã nói rồi, mình đầu tiên là mình tính cái tỷ suất, giống vừa rồi là mình tính là theo cái thời người thời gian nguy cơ, và mình tỷ suất là một số biến cố chỉ tổng thời gian người nguy cơ đó. Đây là một cách tính. Cách thứ hai đó là mình dùng các cái gọi là hồi quy, dùng cái phép điểm log rank, tức là cái số biến cố tử vong chia cho quan sát, chia cho số tử vong đợi, chia số tử vong đợi bình phương, thì cái con lý tổng đó thì mình kiểm bình phương, kiểm định đó là kiểm định log rank cũng đã làm rồi đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng sẽ sử dụng cái phương pháp gọi là chúng ta dùng cái hàm là hàm hazard đó. Thì để biết cái hàm hazard là gì á, thì tôi minh họa cái hàm hazard. Bản thân cái hàm hazard đó, thực chất đó là cái nguy cơ tử vong tức thời, thực chất là cái HS1 như nó vừa nói thôi. Ví dụ như là trong cái thời gian đầu tiên mình có 2 bệnh nhân tử vong trong tổng số 42, thì vậy thì hazard của mình là 2 chia cho 42 này. Rồi thời điểm thứ hai mình sẽ có 40 người, mình có 2 người tử vong, thì cái hazard chính bằng 2 chia cho 40 thì sẽ bằng là 0.05. Thí dụ ở thời điểm thứ tư này mình có 37 người, mình có 2 người tử vong, như vậy thì cái hazard nó là 2 chia 37, thì đây là hazard là 0.41. hazard chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái hazard này nè, thì mình sẽ xem nó như vậy, thì cái hazard chính là cái nguy cơ tử vong tại một thời điểm, và về vật lý học hay về toán học thì nó tương tự như đạo hàm. Về vật lý học thì nó tương tự giống như vật tốc tức thời. Và nếu mà mình có cái gọi là vật tốc tức thời thì mình sẽ có như vậy, thì mình sẽ có FT là cái số tử vong tại một thời điểm, đúng không? Và mình có cái ST là cái số còn sống tại thời điểm đấy, thì cái hazard chính bằng F nhỏ T thì ST. Nhưng mà cái F nhỏ T tức là cái sự thay đổi của cái số tức là tử vong trong một thời điểm, vậy thì tổng của nó, tích phân của nó đó thì nó gọi là F lớn, và đạo hàm của F lớn chính là F nhỏ. Thì đó là, cho nên người ta hay viết cái công thức vào là hazard bằng là F lớn á, phẩy T chia cho ST đó. Hoặc là nếu mình bị đạo hàm nó thì FT, F nhỏ T chia ST. Nếu mình đã có cái đạo hàm rồi, mình vậy thì cái hàm hazard của mình đó, thì mình sẽ là F nhỏ T chia ST đó, hoặc là mình F phẩy T chia ST, đúng rồi. Thì mình lấy tích phân của nó lên đó. Thì tích phân của nó lên á, thì mình thấy rằng là vậy thì cái FT này nè, nó bằng nghịch đạo bằng là S, là bằng chính là đạo hàm. Đây là F là còn chết, như vậy S phẩy T là đạo là số còn sống, như vậy thì F phẩy T nó bằng trừ của ST. Và vì vậy sau khi mình lấy tích phân nó lên thì chúng ta sẽ có con số này chính bằng là log, log của ST, được không? Mình lấy tích phân cái này lên thì nó chính bằng là log của ST. Vì vậy mình cái phương trình của chúng ta sẽ là HT sẽ bằng H'T bằng đạo hàm của log ST đó. Và với cái phương trình như vậy thì chúng ta có thể dựa trên phương trình này thì mình sẽ có thể tính được đó, HT bằng cái công thức như chúng ta vừa nêu. Thì khi mà mình biết cái công thức này nè, thì nó có một ý nghĩa gì? Nó có một ý nghĩa là nếu mà hai cái đường HT này nó tỷ lệ với nhau, tức là hai cái đường HT tỷ lệ với nhau đó, thì đạo hàm thì mình lấy cái đạo hàm của ST này nè, nó sẽ tỷ lệ thì nó sẽ chênh lệch nhau một con số là một hằng số. Chỗ này nó thêm
Vậy thì cái điều đó gọi là giả định nguy hại tỷ lệ. Và mình quay trở lại, giả sử mình có cái HT, cái hazard ở nhóm 1 bằng hazard của nhóm 2 nhân với cái hệ số nào đó. Cái hệ số này gọi là hazard ratio. Thì mình lấy log của hai cái hazard này, thì mình sẽ lấy là log của nhân thì sẽ bằng là tổng của log. Như vậy thì cái đường cong, hai cái đường cong log của hazard này, nếu mà thực sự nó là theo cái mô hình mà nguy hại tỷ lệ thì nó sẽ cách nhau một cái đoạn bằng cách là log của HR. Đó. Và mình làm cái phương trình, vậy thì mình chỉ cần là tính được cái phương trình của HT1, phương trình HT2, mình lấy hiệu số của nó ra thì mình sẽ có cái HR hoặc là log của HR. Thì cái phương trình chúng ta đây để phân tích đó, thì mình sẽ có, khi anh chị chạy cái đường tính nè, thì mình như vậy mình sẽ có cái log survival của cái xác suất sống còn. Đó, mình lấy từ của log sống còn thì mình sẽ ra là cái con đường. Đó. Và mình lấy từ log nó ra nữa thì mình sẽ ra lại ra là một cái không phải là một số nhân nữa mà là một cái hằng số. Đó. Nên là khi mình vẽ cái hai đường nền song song với nhau thì đó là cái giả định là cái nguy hại tức thời. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tính toán. Đó. Anh chị sẽ mở cái phương trình. Đó. Anh chị sẽ mở cái phương trình cái phần mềm Stata ra. Hy vọng anh chị vẫn còn Stata đúng không? Đó. Thì sau khi anh chị mở Stata ra rồi thì anh chị đầu tiên tôi sẽ mở cái khánh, tôi sẽ mở là statistic và tôi chọn là gọi là survival và regression, tôi chọn cốc và proportional hazard. Đó. Mình sẽ chọn biến số này ở đây, đó là biến treatment, đơn giản vậy thôi. Ok. Thì nó sẽ ra con số hazard chúng ta là 0.021. Đó. Nó gần giống con số vừa rồi. Vừa rồi chúng ta cũng là hazard ratio của điều trị là 0.00, 0.223. Thì cái sự khác biệt này do tính toán thôi. Như vậy ý nghĩa của giống tương tự. Cái điểm thứ hai là vậy thì cái mô hình này nè, nó có tỷ lệ hay không? Thì mình có hai cách tính để tỷ lệ. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn Kaplan-Meier mình qua cái regression và mình chọn cái menu thứ ba, tức là đánh giá cái giả định hazard tỷ lệ bằng hình đồ thị. Đó, anh chị click vào hàng qua. Chúng ta sẽ chọn, chúng ta vẽ cái hình hazard ratio. Rồi, mình bấm OK thôi, đơn giản. Và cái biến độc lập của mình, đó là mình biến điều trị treatment. Đó, mình bấm OK. Như vậy thì mình sẽ có hai cái đường cong. Đường cong lúc nãy tôi trong cái biểu đồ mình vẽ rồi. Đường cong này đó là cái đường cong đường trục hoành là log của thời gian. Và trục tung là trừ của log của trừ rồi survival probability. Bây giờ quay trở lại, vậy cái trừ của log survival probability là gì? Đó. Thì mình sẽ xem lại hình này nè. Trừ của log survival probability thì nguyên cái đoạn này nó chính là gì? Nó chính là hazard ratio. Nó chính là hazard, tức là hàm HT lớn, nó để làm hàm hazard. Như vậy thì anh chị lưu lại là trừ log, tức là trừ log S chính bằng là H, đúng không? Trừ log S chính là H lớn. Vậy thì trừ log S chính là H lớn. Bây giờ mình lại trừ log S lấy H lớn rồi, đó. Thì mà mình biết là mình muốn là hai cái H lớn này nè, là mình biết rồi. Và vì vậy bây giờ mình cái H lớn này, tuy nhiên thì giữa mình muốn chứng minh là hai cái H này tỷ lệ với nhau, nhân với nhau một cái hệ số. Nhưng bây giờ muốn chứng minh nó nhân hệ số á, thì nếu mà nhân số nhân thì rất là khó chứng minh. Cho nên chúng ta chuyển thành log để chứng minh rằng thì log của cái H lớn này nó cắt log của H nhỏ một khoảng cố định. Và đây mình sẽ xem như vậy thì log của H lớn nó cách nhau, đây là hai cái log của H lớn đó. Nguyên cái đoạn trong này là H lớn đó, nhưng đây là log H lớn thì hai cái log H lớn nó cách nhau một khoảng bao nhiêu. Đó. Thì con số đó đó cho chúng ta biết được là cái hazard ratio. Vậy thì cái cách khoảng này là bao nhiêu? Ví dụ anh chị nhìn cái đường này đi, mình đường xuống đi. Mình để bằng là khoảng từ đây tới đây, đó. Không biết được khoảng 1.5, ví dụ phải đi 1.5.
trừ 1.5. Vậy thì hazard ratio khoảng nào? Thì anh chị sẽ bằng là đi của exponential trừ 1.5. Thì nó sẽ bằng là 0.023. À, vậy thì cái nó ra có ý nghĩa là như vậy, dựa trên công thức này mình có thể tính đoán được hazard ratio và vì sao mà họ tính đoán được như vậy. Rồi, điểm thứ ba nữa là mình để tính đoán thì chúng ta sẽ chọn là statistic, và mình kiểm định, mình cũng regression, nhưng mà mình kiểm định cái gọi là proportional hazard assumption này nè. Đó. Là vừa rồi mình hình vẽ, bây giờ mình vẽ làm kiểm định, mình bấm test đây. Đó. Thì mình bấm OK, đó. Hy vọng là mình sẽ ra. Thì chúng ta sẽ gọi là proportional hazard assumption, đó. Dựa trên sinh fail. Đó. OK, đó. Thì như vậy, nó cho ra cái test này là giá trị P là 0.8913. Như vậy nó không bác bỏ được cái giả định là cái nguy hại tỷ lệ. Như vậy cái phương trình là phù hợp. Tóm lại, vừa rồi thì chúng ta muốn minh họa là chúng ta muốn làm cái phương trình hồi quy để tính ra phải hazard. Nhưng mà muốn tính hazard như vậy thì mình có một cái giả định là cái proportional hazard assumption, tức là cái giả định nguy hại tỷ lệ. Mình phải kiểm định nó hoặc là bằng hình vẽ hoặc là bằng cái phép kiểm định, cái test được cụ thể. Và đây là mình trong cái slide này thì nói là mình test nó như thế nào. Và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ nghỉ giải lao ở đây, nghỉ buổi sáng nay ở đây. Thì anh chị sẽ làm bài tập như sau. Thứ nhất đó là tôi sẽ gửi cái slide này cho lớp để anh chị có thể đọc cái slide này. Điểm thứ hai là cái slide này, bài cuối cùng này, cái slide cuối cùng này thì nó có cái bài là bevacizumab cộng với irinotecan cộng với cái hóa trị. Cái hóa trị này thì nó là hóa trị này có hóa trị hoặc là hóa trị cộng với bevacizumab để điều trị cho ung thư đại trực tràng. Và anh chị trả lời những câu hỏi như sau. Thứ nhất là kết cục chính của nghiên cứu này là gì? Và kết cục này biến cố gì? Hãy liệt kê các tiêu phụ của nghiên cứu. Và rồi hãy giải thích hình 1 và viết cái lịch vẽ hình 1 này bằng phần mềm STATA. Nếu anh chị vẽ STATA thì viết bằng như thế nào? Rồi. Và nhóm 1 thì có thời gian điều trị bevacizumab, thời gian sống còn trung vị là 20.3 tháng. Và sống còn không được tiến triển là 10.6 tháng. Anh chị giải thích điều này như thế nào cho bệnh nhân, giả sử những hỏi không? Và hãy cho biết không? Là hazard ratio ở nhóm có bevacizumab so với cái nhóm giả dược không? Và lý giải kết quả thì đó là những câu hỏi. Rồi. Bây giờ thì anh chị có câu hỏi gì trước khi mình nghỉ giải lao, mình nghỉ luôn bài sáng hay không? Rồi, nếu không thì bây giờ như vậy nha, tôi sẽ gửi cái bài slide này không? Rồi cái bài này thì tôi cũng ghi hình, ghi âm lại, tôi gửi cho các anh chị. Rồi, và anh chị làm bài tập như tôi trình bày. Tôi chào các anh chị, mình nghỉ ở đây. Thầy ơi, thầy có thể gửi slide của bài hôm nay và bài hôm trước được không thầy? Tôi gửi luôn. Đấy là bà bỏ. Rồi, tôi gửi luôn.